người, mình là Kỳ Duyên. Kỳ Duyên vừa mới được trải nghiệm dịch vụ điêu khắc lông mày tại DK Eyebrow and Beauty. Và bây giờ thì Kỳ Duyên cảm thấy rất là hài lòng bởi vì là không đắt một chút nào cả. Và đặc biệt hơn nữa, khi mà Duyên soi gương thì Duyên cảm thấy rất là tự nhiên. Và Duyên nghĩ rằng là tất cả các bạn gái nếu mà muốn đẹp hơn thì hãy tới DK Eyebrow and Beauty nhé. Nhân đây thì cũng xin cảm ơn DK cũng như toàn thể tất cả anh chị em nhân viên đã giúp cho không chỉ riêng Khánh mà còn rất là nhiều những người nghệ sĩ khác có được cho mình cái khuôn mặt đẹp hơn, có được cái lông mày đẹp hơn, thậm chí là đôi môi đẹp hơn để cống hiến nghệ thuật. Ví dụ như trước đây là chị lúc nào cũng trăn trở là mình phải kẻ lông mày hoặc là hay là mình phải tô son hay là mình phải làm bất cứ thứ gì trên khuôn mặt, nhưng bây giờ thì ra đường chị tiện lắm, chỉ bôi một tí chống nắng là chị đã có thể thoải mái ra đường rồi. Và cho chị nói thêm một điều nữa là bạn bè chị và rất nhiều người đến đây là, tức là khi nhìn thấy chị là họ cũng muốn là đến đây làm và muốn làm cái lông mày và cái son môi của chị. Hầu như những người bạn chị nói thật nhé, khó tính lắm, họ chỉ hay trêu nhau là có tính như ma ấy, nhưng mà khi đến với DK thì các bạn chị đều rất là hài lòng. Và cái mà Linh cảm nhận là khi Linh trực tiếp là người trải nghiệm cái quá trình làm lông mày ấy, thì nó đập tan mọi cái suy nghĩ, mọi cái thắc mắc ở trong chị, lo lắng là đi làm, đồng ý là đi làm, mình cũng thích đi làm đấy, nhưng mà rất là đau và nó rất là lâu đó, rất là đau và rất là lâu. Thì đấy, đến với DK Eyebrow and Beauty thì nó đã đập tan mọi cái lo lắng, mọi cái băn khoăn đó, và làm rất là nhanh, nhưng nhanh không có nghĩa là không có hiệu quả, nhanh nhưng rất hiệu quả và tuyệt đối là không đau một chút nào đấy. Nói không đau thì có thể là không ai tin, bởi vì khi bất kể một cái gì đấy mà nó động vào da thịt mình thì là nó sẽ phải có sự khác biệt. Thế nhưng cái khác biệt ở đây theo chị cảm nhận thì là nó chỉ khác biệt ở cái những người mà có cái làn da nó quá mỏng và quá nhạy cảm đối với bất kể một cái gì mà động chạm lên da mặt của họ thì bắt được nó đấy, thì là nó với những người gọi là đặc biệt một chút thì là nó hơi chỉ lâm dâm một chút thôi, nhưng với những người như chị, với những người chị thì cứ tạo là người tạo gọi là da dày đi đấy, thì hoàn toàn là nó không đau một chút nào cả, thì cái đấy là cái chị thấy thực sự là gọi là mãn nguyện được không? Đúng rồi, nếu như mà những bạn nào mà còn đang phân vân, đang lăn tăn đến một cái địa chỉ làm đẹp để mang đến cho mình một cái đôi lông mày ấy, thì thực sự ở đây là một cái địa chỉ để cho tất cả mọi người hãy tin tưởng, hãy trải nghiệm với cái tay nghề của chủ ở đây.